các Phật tử khi có lễ tang đừng mời mấy thầy mấy cô đông quá. Nhiều Phật tử thực hành mời cả 100 vị, 200 vị. Cái công việc của các thầy tu là độ sinh, 200 người mà độ một hương linh là quá uổng, giống như dùng dao trâu mà chặt cổ gà, không cần thiết. Một người là có thể độ được. Để ta mời thuyết pháp rồi giảng kinh ở trong cái thời điểm đó nó lễ thân nhiều. Còn đi tụng niệm nhiều quá thì nó uổng đi cho các Phật sự khác. Thay vì cũng thời gian như vậy, 100 người làm 100 công việc khác nhau, biết bao nhiêu lệ lạc cho xã hội. Rồi còn sống thì không có tu, mà chết thì mời tới kinh quá nhiều thì đâu có tác dụng gì. Cho nên là quan trọng cái nhân lúc còn sống hơn là cái hỗ trợ khi qua đời, vì cái sự tiếp nhận là có giới hạn. Cho nên muốn độ người thân, ta phải hướng dẫn họ trở thành Phật tử, thì khi chết họ sẽ tái sanh đúng theo tinh thần Phật dạy ta. Cái hỗ trợ không cần thiết nữa. Còn bây giờ mình chờ đến lúc đó mới làm thì nó quá muộn màng, giống như đến lúc khác đầu giếng. Lên lúc hết cơm á, chuẩn bị đến giờ ăn mới ra chợ đi mua, thì thế nào cũng bị đói vài ba tiếng hoặc là vài ba ngày. Nên chuẩn bị trước từ xa vẫn tốt hơn nhiều. Xin đi câu hỏi khác. Mô Phật, kính bạch đại đức, con xin đọc câu hỏi. Con là một người tu sĩ Phật giáo, nhưng anh con có thành kiến với đạo Phật và theo đạo Thiên Chúa giáo. Mỗi lần con về nhà là thấy anh con bắt chó làm thịt ăn, con ngăn cản không được vì anh con bảo rằng là vật dưỡng nhân. Bạch đại đức, có cách gì hóa giải cho anh con không phải sát sanh và giúp anh con trở về với Phật giáo? Kính mong đại đức giảng dạy dùm. A Di Đà Phật. Ngày rằm tháng 4 2009 vừa qua đó, sau khi dự tại sân vận động khu 7, thì lúc 8 giờ rưỡi chúng tôi có một buổi thuyết trình tại hội trường của Thông Tấn Xã Việt Nam. Và buổi thuyết trình đó còn có thêm 2 diễn giả khác, một bác sĩ chuyên khoa về thực dưỡng và một nhà khoa học về vật lý hiện đại. Đề tài chúng ta được yêu cầu chia sẻ là ăn chay và dưỡng tâm. Bác sĩ thì được chia sẻ ăn chay dưỡng chất, và khoa học gia chia sẻ về ăn chay và dưỡng môi trường. Mỗi một bài thuyết trình là 30 phút, sau đó là phần giao lưu. Thì hôm đó là có khoảng 500 khán thính giả đến tham dự, xuất thân từ nhiều tôn giáo, nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Và cái buổi hội đàm đó là do Hội Dinh dưỡng Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ni sư Liên Tính là người nói kết và yêu cầu chúng tôi đến để trình. Tất cả các cư tọa đều ngạc nhiên ở chỗ đó, một cái tổ chức phi tôn giáo mà lại có rất nhiều các dữ liệu Phật học về vấn đề ăn chay, sâu sắc còn hơn các nhà sư của mình nữa. Họ lấy những cái thước phim mô tả về cái chết của các loài động vật đó, cái dãy dụa, cái nỗi đau, cái bất hạnh, cái phản ứng cơ bắp, và nó tạo ra rất nhiều cái chứng bệnh trên cơ thể của nó khi nó bị dãy dụa trong nỗi sân và nỗi đau. Và chúng ta ăn vào các loại thịt này là chúng ta đang chứa rất nhiều các độc tố, chính vì thế mà bị bệnh là một điều khó có thể tránh khỏi lắm. Chứng minh bằng khoa học chứ không phải chứng minh bằng niềm tin tôn giáo. Điều thứ hai là phân tích nó dưới góc độ của ảnh hưởng môi trường. Nếu hành tinh trên 6 tỷ hiện nay, một ngày trong 365 ngày ăn chay trược, chỉ một ngày thôi, thì ta đã góp phần làm giảm cái sự hâm nóng toàn cầu đến cả mấy năm. Nhưng cách khác là cái lượng carbonic được phóng thải ra từ việc sát hại rất là lớn, và do vậy nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của hành tinh, tuổi thọ của sinh thái, tuổi thọ của các loài động vật và tuổi thọ của con người, và nó nhiều biến chứng khác nữa. Cho nên ăn chay đó là tốt, với điều kiện là ta biết được dưỡng chất của nó, ăn đúng bao nhiêu chất trong một ngày thì nó mới đủ, không bị rơi vào tình trạng là kiệt lực hay là suy thoái cơ thể hay là bị suy thần kinh, vân vân. Thì ăn chay giống các Phật tử khổ hạnh đó, rau muống với là chao hoặc là tương, mà nếu bị yếu gan thì thế nào cũng bị ung thư gan mà chết.
thì ba kẻ thù độc hại của gan này sẽ giết chết chúng ta trước khi chúng ta chết do hết nghiệp. Do đó ta phải tư vấn ăn nhiều dưỡng chất khác nhau. Và đất nước Việt Nam là đất nước phong phú về ngũ cốc, rau quả củ. Bây giờ các hóa chất nó được tưới tẩm lên những thứ này rất là nhiều ngoài sự cho phép. Do đó ta cũng phải hết sức cẩn trọng và có kiến thức y khoa để tránh cái tình trạng độc tố ở trong các loại thực phẩm chay mà trước đây nó không có, bây giờ như là một mối đe dọa mới. Nên ăn chay ăn mặn bây giờ cũng đều nguy hiểm. Nhưng ăn chay nó nguy hiểm một phần, ăn mặn nguy hiểm cả hai. Vì vậy ăn chay vẫn tốt hơn. Học thuyết Phật dưỡng nhân á là của các tôn giáo nhất thật, thì cho rằng là Thượng Đế thương yêu con người trên mới sanh ra các loài động vật để giúp cho con người có được chén cơm ngon với khẩu vị. Vấn đề ở chỗ là ta thiếu sự nối kết về cái sự sống an vui các chủng loài động vật ở cái thế giới của nó, và cái loại thực phẩm đã được bào chế từ cái thủy hải sản sống hay là đã chết rồi đó, nó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ta thử hình dung một con gà đang nhặt những cái viên thóc ăn rồi kêu cục tác cục tác cục tác, hoặc con gà gái o o o với cái cục thịt gà trên cái dĩa. Nếu ta liên kết được cái đó thì cái việc ăn như vậy mình cảm thấy ớn lắm, mình đang giết một con gà, thì cái việc ăn mặn đó nó sẽ được giảm thiểu ở một mức độ tối đa. Lần đầu khi chúng tôi thuyết giảng tại San Jose đó, Hoa Kỳ vào năm 2004, thì luật sư rất quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam đã mời chúng tôi đến nhà thăm viếng. Hai ông bà có một đứa con khoảng 5-6 tuổi đó. Chúng tôi hỏi gia đình lý do làm sao ăn chay. Hai ông bà nói vì con bé này mà tôi ăn chay đó. Nó chơi thôi, chứ là tán dương nó. Hỏi làm sao mà vì nó mà hai anh chị ăn chay. Thì hôm bữa đến cái ngày giỗ của ông của tôi trong nhà, mẹ của nó đó mới ra cắt cổ con gà, cắt cổ con vịt. Hai con gà con vịt nó la hét dãy dụa rồi sau đó chết, máu của nó trở thành huyết để làm tiết canh. Con bé nó bỏ ăn 3 ngày. Mẹ nó hỏi, lúc đầu nó không trả lời, sau đó nó mới nói như thế này nè: chờ có ba nó mới nói, mẹ của con ác độc lắm, mẹ con giết bạn con. Con gà con vịt nó sẽ là bạn của nó, bây giờ cắt cổ bạn của con nên con không chơi với mẹ nữa, con nghỉ chơi với mẹ. Thì từ đó ba má nó đã phát tâm ăn chay trường cùng với nó thôi. Cái học thuyết Phật dưỡng nhân nó không có chỗ đứng vững, bởi vì đâu có vật nào muốn được sanh ra để làm thịt làm mồi cho con vật khác. Chứ thực tế trong cái thế giới thiên nhiên này đó, cá lớn nuốt cá bé, vật lớn hơn nuốt vật nhỏ hơn. Thế giới loài người nghiêm cấm chuyện đó vì ý thức con người được phát triển. Cho nên lúc nào đó mà các loài động vật có thể nói ngôn ngữ mà con người hiểu được, thì cái việc mà bình đẳng về mạng sống với các loài động vật phải được thiết lập ở mức độ khá cao, ta phải tôn trọng. Như vậy chúng sẽ chết theo tiến trình tự nhiên của sanh già bệnh và chết, chứ vậy chết do người ta cắt đứt mạng sống của nó bằng cách này hay bằng cách khác. Ta thử đặt ra một giả thiết: nếu đi vào trong rừng ta gặp một con beo, sư tử, cọp, voi dữ hay là gấu, và nó nhe răng ra rước đuổi đến ta, tôi ra tao nói là vật dưỡng nhân, nó có tha mình không? Nó lõm mình liền và mình chết. Lúc đó mình có chấp nhận học thuyết là nhân dưỡng vật không? Nó đang ăn mình mà, mình đâu chấp nhận là nhân dưỡng vật đâu, nhưng mà mình vẫn là mồi của nó. Như vậy là trong vũ trụ này không có cái gì là vật ăn của cái gì cả. Vấn đề chỗ là không biết, không phát triển đạo đức, không thấy rõ được yếu tố tâm linh, không thấy quyền bình đẳng về sự sống, ta tước quyền sống của các con vật khác nhỏ bé hơn mình, rồi đưa Thượng Đế ra một bình phong để ta đi trên thói quen đó. Rất may Thượng Đế không có thật. Nếu Thượng Đế có thật là Thượng Đế đã thưa kiện con người rồi, vì con người đã nhân danh Thượng Đế mà làm những cái chuyện hết sức là không đúng với các loài vật khác. Cách đây 4 tháng ở Ý đó, một cái vụ kiện khá sôi nổi, giật gân lắm, các cái tích báo lớn đưa tin làm cho người ta phải chú ý. Một người đàn ông kiện Thượng Đế, thì khi ra tòa đó thì ông mới nói là Thượng Đế tạo ra rất nhiều bất công cho con người,
Thứ nhất là con người có nhiều màu da. Từ một cái gen di truyền mà ông